Phần lõa thể, điều học thứ 5 235 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ, sau khi đi khất thực, đã trải ra tấm y bị ẩm ướt, rồi đi vào trong trú xá có vị tỳ khưu ni khác đã choàng lên y ấy rồi đi vào làng để khất thực vị ni kia đi ra hỏi các tỳ khưu ni rằng này các ni sư các vị có nhìn thấy y của tôi không các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho vị tỳ khưu ni ấy khi ấy vị tỳ khưu ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao vị tỳ khưu ni trùm y của tôi mà không hỏi ý sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao tỳ khưu ni trầm y của tỳ khưu ni mà không hỏi ý sau đó các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói vị tỳ khưu ni trùm y của vị tỳ khưu ni mà không hỏi ý có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao tỳ khưu ni trùm y của tỳ khưu ni mà không hỏi ý vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hòa nhã sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào sử dụng y căn bản của vị ni khác thì phạm tội Pachitija, ưng đối trị. 236 Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni người nữ có thực chất là tỳ khưu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni ở đây vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất vị ni này là vị tỳ khu ni được đề cập trong ý nghĩa này y căn bản nghĩa là y nào đó trong năm y của người nữ đã tu lên bậc trên vị ni quấn hoặc trùm y chưa được vị ni kia cho phép hoặc chưa hỏi ý vị ni kia thì phạm tội gia, ưng đối trị. 237. Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sử dụng y căn bản của vị ni kia thì phạm tội gia, ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi Vị ni sử dụng y căn bản của vị ni kia thì phạm tội pacittiya ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni sử dụng y căn bản của vị ni kia thì phạm tội pacittiya ưng đối trị. Vị ni sử dụng y căn bản của người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dutkata, tác ác Người nữ chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội đút ca ta, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội đút ca ta, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội đút ca ta, tác ác. 238 Vị ni kia cho hoặc có hỏi ý vị ni kia rồi quấn hoặc trùm lên. Vị ni có y bị cướp đoạt, vị ni có y bị hư hỏng. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần lõa thể, điều học thứ 6 239 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ cho tỳ khưu ni Thunlananda đã nói với tỳ khưu Thunlananda điều này. Thưa ni sư, chúng tôi sẽ dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni Thunlananda đã tạo chứng ngại, nói rằng các người có nhiều phận sự, có nhiều công việc cần phải làm, vào lúc bấy giờ, ngôi nhà của gia đình ấy bị cháy. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao Ni Sư Thu lại cản trở việc bố thí của chúng tôi, khiến chúng tôi bị xa lìa cả hai là tài sản và phước báo? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Vì sao tỳ khưu ni Thulananda lại cản trở lợi lộc về y của nhóm? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, nghe nói Tỳ khưu ni thun la Nanda cản trở lợi lộc về y của nhóm, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này các tỳ khưu, vì sao Tỳ khưu ni thun la Nanda lại cản trở lợi lộc về y của nhóm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách tỳ khưu ni -la Nanda bằng nhiều phương thức, đức thế tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hòa nhã sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy Vị tỳ khưu ni nào cản trở lợi lộc về y của nhóm thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 240 Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni, người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni, người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni, là tỳ khưu ni do sự thừa nhận là Tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là Tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này Tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng Tam quy là Tỳ khưu ni, người nữ hiền thiện là Tỳ khưu ni, người nữ có thực chất là Tỳ khưu ni, người nữ thánh hữu học là Tỳ khưu ni, người nữ thánh vô học là Tỳ khưu ni người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ Khưu Ni. Ở đây, vị Tỳ Khưu Ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị Tỳ Khưu Ni được đề cập trong ý nghĩa này. Nhóm nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. Cản trở Vị cản trở hỏi rằng các người bố thí y này như thế nào thì phạm tội Pachitia ưng đối trị vị cản trở vật phụ tùng khác thì phạm tội đút ca ta tác ác. Vị cản trở y hoặc vật phụ tùng khác của nhiều vị tỳ khưu ni hoặc của một vị tỳ khưu ni hoặc của người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội đút ca ta tác ác. 241. Vị ni cản trở sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần lõa thể, điều học thứ bảy. 242 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, có y ngoài hạng kỳ phát sanh đến hội chúng tỳ khưu ni. Khi ấy, hội chúng tỳ khưu ni có ý định phân chia y ấy nên tụ hội lại vào lúc bấy giờ các tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni thulananda đang đi vắng tỳ khưu ni thulananda đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này này các ni sư các tỳ khưu ni đang đi vắng trong khi ấy y sẽ không được chia rồi đã ngăn cản sự phân chia y các tỳ khưu ni nghĩ rằng trong khi ấy, y sẽ không được chia, nên đã ra đi. Đến khi các tỳ khưu ni học trò trở về lại, tỳ khưu ni Thunlananda đã bảo phân chia y ấy. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng. Vì sao ni sư Thunlananda lại ngăn cản sự phân chia y đúng pháp. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu, các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thun lananda, ngăn cản sự phân chia y đúng pháp, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu Ni Thula lại ngăn cản sự phân chia y đúng pháp vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách tỳ khưu ni -la Nanda bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hòa nhã sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào ngăn cản sự phân chia y đúng pháp thì phạm tội patitiya ưng đối trị. 243. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng này tỳ khu ni hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khu ni người nữ hiền thiện là tỳ khu ni người nữ có thực chất là tỳ khu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khu ni người nữ thánh vô học là tỳ khu ni người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ khưu Ni. Ở đây, vị Tỳ khưu Ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị Ni này là vị Tỳ khưu Ni được đề cập trong ý nghĩa này. Sự phân chia y đúng pháp, nghĩa là hội chúng Tỳ khưu Ni có sự hợp nhất, tụ hội lại rồi phân chia. Ngăn cản, vị ni ngăn cản hỏi rằng, có thể phân chia y này như thế nào? Thì phạm tội bà chích ti gia, ưng đối trị. 244 Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị ni ngăn cản thì phạm tội bà chích già, ưng đối trị hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị ni ngăn cản thì phạm tội ba ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, vị ni ngăn cản thì vô tội. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội đút ca ta, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội, đút ca tà, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 245 Vị ni ngăn cản sau khi chỉ rõ sự lợi ích. Vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.